mình sẽ cắm đầu và mình code, đấy không? Mình mặc định là mình sẽ có ba cái giao diện này, nó giao diện ba cái ô này. Đây là cái gì? Textbox đúng không mọi người? À. Đây là ô gì? Select. Select. Rồi, còn đây cũng là Select đúng không? Rồi, convert là có một nút đúng không? Được chưa nhỉ anh em nhỉ? Rồi, tiếp theo là sẽ có ô, có một cái thẻ để chứa kết quả ở đây được chưa? Mặc định là mình viết được giao diện nhá. Yeah. Mang cho input đúng không ạ? Đúng rồi, mang là input mà đúng không anh? À, ai làm được bài này rồi giơ tay nào. À, như không đúng rồi. Anh Toàn làm được rồi ạ? À? Ok, anh à. Duy làm được chưa? Làm rồi, nó đổ khác được rồi. Rồi, cứ làm được rồi giơ tay thôi. À, đây, giơ tay ạ. Giơ tay ở đây có cái hand này. Đây à? Đây, à, đây. Cái này. Sao ạ? Ôi giời ơi. Hand đâu chị? À, trong Zoom có cái hand ấy. Ô. Phần mặt cười rồi. À đây đây đây, đây. Đã cái phần chat. Phần chat à hay là chỗ nào nhỉ? Phản ứng, phản ứng. Ồ. Đây, ở trong Zoom ở đâu các bạn ạ? Đúng tay được. Anh Duy làm được cho anh Duy ơi. À, rồi rồi rồi. Đâu? Tôi thấy đâu anh em? Ồ. Kinh nhờ, thế là làm được nhiều phép rồi đấy chứ. Mặt cười anh. Cho nên là được rồi đúng không? Right hand. Ok. Bây giờ thì mọi người làm được rồi nhưng mà Kiều Anh sẽ chữa theo ý của Kiều Anh. Sau đấy thì mọi người sẽ gửi code để Kiều Anh và Quân sẽ review sau cho mọi người nhá. Nhá. Rồi ok thì mở một cái Zenbot lên để mà mình nói theo cái cách. Mọi người ơi, mình mặc định là mình có giao diện này rồi nhá mọi người nhá. Hoặc là bây giờ mình sẽ viết giao diện trước chẳng hạn. Nè, rồi, ok, mở cái Zenbot lên nè. Ok, bây giờ sẽ nghĩ đến cách làm đúng không? Mình có 3 cái ô ở đây. Mặc định là mình có 3 ô rồi nhá mọi người nhá. Ok, cần thì các anh sẽ cắt màn hình lại. Đó, mặc định là mình có ba thằng này rồi, được chưa nhỉ mọi người nhỉ? Ba thằng này và một cái ô này. Rồi thế thì đúng rồi, bây giờ thì mình sẽ mọi người nhìn cách Kiều Anh làm nhá. Mình sẽ phải nghĩ trong đầu mình cái cách làm đã. Sau đấy thì mình mới bắt đầu đi viết được ở ngoài được. Bắt đầu mình đi viết code được chưa? Rồi, ok. Đầu tiên mình sẽ làm bước 1. Mình sẽ phải lấy dữ liệu đúng không? Rồi, thế ok, lấy dữ liệu này thì mình sẽ lấy những cái gì hả mọi người? Lấy dữ liệu này mình lấy những cái gì? Lấy số tiền. Số đầu tiền. Lấy mình nhập lấy USD. Ok, đấy là lấy số tiền kia đúng không? Sau đấy là đơn vị cần chuyển đúng không? À, sau đấy là đơn vị cần chuyển đổi đúng không? Rồi, ok, thế thì bây giờ mọi người lấy như này thì mọi người sẽ phải cần đặt tên biến là gì? Tên biến ở đây số tiền của mọi người đặt tên là gì? Tiền á, số tiền đâu rồi? Nào bây giờ bước 1 Kiều Anh cần lấy 3 cái, là một là số tiền đây đúng không? Sau đấy là đơn vị cần chuyển đổi. Sau đấy là đơn vị cần chuyển này, sau đấy là đơn vị cần đổi chết. Amount from to rồi ạ. Cho anh. Đúng rồi, ok, thế thì mọi người sẽ đặt là amount này. Được không? Rồi ok, from. Tuấn ơi, Tuấn quay lại video này. Anh ấy. To. Được không? Rồi tiếp theo nữa. Cái amount này thì kiểu dữ liệu của mọi người. Ơi. Yeah, coi quay màn hình lại gì ơi. Quay màn hình lại đi. Lại phải yêu cầu rồi. Ok. Yeah. Rồi mình có 3 cái thằng cần recording lấy in progress. Rồi mọi người nhìn nhá, mình có 3 thằng cần lấy, là khi mà anh em xác định 3 thằng cần lấy thì mọi người sẽ phải nốt ra là 3 thằng này nó sẽ có tên biến là gì để mình xử lý luôn, được chưa? À.
Ở trên này em nhỉ. Tiếp theo nữa nhá, là mình sẽ cần là xác định kiểu dữ liệu của nó. Tên biến xong thì mọi người sẽ xác định kiểu dữ liệu. Thế kiểu dữ liệu của thằng Oman này mọi người sẽ để là gì, kiểu gì? Number. Rồi, thì thật ra là mọi người nên để số nguyên cho nó dễ nhá mọi người nhá. Nên để số nguyên cho nó dễ. Được chưa? Ok. Rồi, tiếp tục. Cái thằng from này mọi người để là gì? Thử thức à? Qua đây hỏi tí. Tôi sao em? Việt Nam. Em bây giờ cái máy tính của em thì cái phép cộng thì nó là cộng chuỗi giờ làm nào anh nhỉ? Alo, ai đấy nhỉ? Mọi người ơi, mọi người theo dõi vào đây cho em nhé. Cái thằng for all này mọi người sẽ để đơn vị là gì? À, để kiểu dữ liệu gì? Là select ạ. Ở đâu không phải kiểu dữ liệu ở đây mọi người để là gì? Thằng from kiểu dữ liệu mọi người để là gì? Chuối chắc chưa? Chuối ở đây thì mọi người sẽ lấy dạng như nào? Ví dụ như là Việt Nam đồng như này á? Hoặc là USD như này á? Rồi ok ok theo cách của mọi người nhá. Tiếp theo tu này thì mọi người đã để dạng gì? Thế à? Như này hả? Hoang mang. Hoang mang quá. Ok không hiểu mọi người đang làm cách gì đây. Rồi ok tiếp theo. Rồi, thế bước 2 thì mọi người sẽ tính toán kiểu gì? Hay là chị làm theo các cách của chị đi, chị ạ, xong rồi bọn em xem. Em gửi cái cách em rồi, em sau ạ. Ok, thế thì chị làm theo cách của chị nhá. Thì ở trong phần này, from là chị để dạng số. Tu chị cũng để dạng số tiếp. Được, ví dụ là Việt Nam đồng bây giờ chị để là 1. USD chị để là 23.000. Đó, Việt Nam đồng chị để là 1. USD chị để là 23.000. Được không? Được. Rồi, ok, tính toán thì chị sẽ có một biến là kết quả để lưu trữ tính toán nhá. Kết quả thì chị sẽ đặt là result. Được không? Kiểu này là kiểu in, là kiểu số nguyên. Đó, kết quả của chị sẽ là bằng cái biến result thì sẽ bằng Oman. Được chưa? Được chưa nhỉ anh em nhỉ? Được rồi. Rồi. Nhân